Lập Sơn Hoàng cho tôi trở lại với quý khán thính giả trong phần tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2015 trở lại. À, thị trường chứng khoán dừa đây thì đang cố gắng giữ cho cái mức màu xanh nó đang gượng dậy lại bởi vì đang có những cái khuyên hướng kéo cái chỉ số đi xuống. Cho nên họ nói try to stay out of correction Đang tìm cách giữ nguyên cái vị trí đó Dow Jones hồi nãy lên được 145, 150, 160 Bây giờ còn 134 ừ. Ừ. Vàng xuống hơn nữa Thưa quý vị hồi nãy xuống 8 đồng mấy Bây giờ xuống 10 đồng 60 cent wow. 1.123 đồng chẵn Dầu hồi nãy lên khá nhiều bây giờ thì đang ở mức 1 đồng lẻ 03 sen mà thôi 47 đồng 28 sen. À, cách đây à, vài ngày à, quý vị đã nghe trên Sài Gòn TV à, tường trình về cái bản tin liên quan ở một cái vụ nổ súng ở San Antonio, Texas khi một người đàn ông à, châu Mỹ Latin ừ. và đài truyền hình địa phương. Yeah. lấy cái video của một người đứng xa xa để quay. Ừ. Nhưng mà cái video này đó thưa quý vị có một cái điều mà một cái góc cạnh khán giả không nhìn thấy nhưng mà ở trên đó người ta lại nói rằng người đàn ông này giơ hai tay lên trời rõ ràng nhé yeah. giơ hai tay lên trời và trong tay không có vũ khí yeah. tức là giơ thế này đầu hàng ừ. thế nhưng hôm nay hoàn toàn khác phải không yeah, vâng. thưa quý vị ngày hôm nay ông Gilbert Flores 41 tuổi người mà đã bị bắn chết vào hôm thứ sáu ở County Berkshire ừ. bởi hai người cảnh sát à, thì cái video thứ hai đó chỉ cho cho thấy đó là ổng chỉ giơ có một tay thôi. Đây. À. là một bức ảnh và cái người quay đó thì ổng nghĩ là hai tay thì vì giơ ai mà giơ một, một giơ một tay bao giờ phải không ạ? vâng. Nhưng mà cái cột điện nó che lại <laughs> nó mất che rồi. Che mất cái cánh tay trái. À. Và cảnh sát nói rằng cảnh sát chỉ trích cái đài truyền hình Cảnh sát nói đài truyền hình này không có đủ các dữ kiện mà lên mà giống yeah. như là đưa hình ảnh ra để cáo buộc cảnh sát mm. là đã sử dụng vũ lực quá đáng yeah. bắn chết người này và quý vị thấy đã phía trước mà cả ba người đều là người Mễ hoặc là châu Mỹ Latin hết. Cho nên là mình thấy ở trong cái 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 vụ này là không có kỳ thị xảy ra. Cho nên người ta nói đó về tâm lý đó. Cho dù quý vị nghe thấy và quý vị nhìn thấy chưa chắc là đúng một Dạ đúng rồi không nên vội kết luận. Chứ khi không mình biết luận. Yeah. cho nên quý vị thấy một cái đĩa bay nó đang bay trên bầu trời, đừng cho đó là à, đĩa bay. người hành tinh. à, dạ vâng. <laughs> có thể nó là drone. cho nên đó, ngày hôm nay cảnh sát nói đó, chúng tôi có một cái video khác mm. và cho thấy người đàn ông này, ông tên là Gilbert, Gilbert. Flores, 41 tuổi, người gốc châu Mỹ Latin, bên tay trái của ông cầm một con, con dao. Giang và cảnh sát đã nhiều lần kêu ông là phải buông con dao xuống mà ông không buông dao chuyện này đã xảy ra ở tại Garden Grove cách đây hơn 10 năm xảy ra cho một cho người Việt Nam Việt cho Nam. một người Việt Nam người Việt Nam này cầm một con dao đứng và cảnh sát đã liên tục nói mấy lần yêu cầu anh buông dao xuống anh không buông dao cảnh sát bắn chết luôn người này có bị tâm, tâm thần không anh? À, bị trầm cảm, bị những cái chấn động về đời sống ừ. và không biết vì lý do nào mà xuất hiện cầm con dao trong tay. Mà cái chuyện này nó xảy ra cũng khá khá ừ. vài lần, đó, chứ không có ít gì đâu. Nhưng mà đó cảnh sát làm sao biết được cái đó tâm thần hay không tâm dạ thần? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà họ kêu gọi buông con dao mà không buông dao thì họ sẽ nổ súng. À, cứ cho là chủ đích của cảnh sát là bắn không phải là bắn chết, bắn để cái người đó buông con dao thôi. Nhưng mà rồi thì trong lúc mà như thế làm sao biết được bắn chỗ nào để mà người đó không có bị thương thôi tại sao bắn người không bắn vô chân cho quỵ xuống mà là phải bắn cho chết sợ bắn vào chân rồi hụt chúng ừ. cái chỗ khác cho nên thôi họ vẫn bắn và cuối cùng thì rất tiếc thưa quý vị đây là hình ảnh mà ngày hôm nay họ nói đó là đừng nên chỉ dựa vào những video chung quanh mà kết luận 100% tuy nhiên bởi vì à, phản ứng của người dân trong vùng đó cho nên hai cái người cảnh sát can dự vào vụ nổ súng này tạm thời được cho nghỉ nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng sau khi mà cái cuộc họp báo của quận hạt Bexar rồi đó thì có thể hai người cảnh sát này sẽ được đi làm trở lại. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy cái kỹ nghệ càng ngày càng cao mỗi lần mà cảnh sát xuất hiện ở đâu là bắt đầu người dân cầm cái cái phone lên và bắt đầu quay video. Nhưng mà không nên tin tưởng cái video đó 100% yeah. mà còn phải dựa vào video bởi vì bây giờ đó. Đây là một cái điểm rất tốt. Cảnh sát Los Angeles chính thức từ hôm thứ ba đã đeo mỗi người một cái camera bất uhm. cứ trong trường hợp nào khi mà xuất hiện và để mà đáp ứng với cái tình huống khẩn cấp tai nạn hay bất cứ gì, hay là hỏi giấy xe, hoặc là vi phạm giao thông phải quay, phải bấm nút quay lập tức và cái hình ảnh đó nó không giữ trong máy xe nha hình ảnh đó nó chuyển thẳng về cái server của như trung như là tâm gì đó. như là cái yeah. cloud vậy là họ không cần là cảnh sát che giấu nữa và trung ương họ sẽ cái trạm điều hành đó, họ ừ. sẽ có ngay cái video đó à. gửi tất cả các hình ảnh của cảnh sát về, cho nên một ngày có 100 cảnh sát xuất hiện đó là 100 cái video sẽ thu về một nơi. Wow. đó là một cái điểm rất tốt. Um, nhưng mà thêm một cái vụ nổ súng chết cảnh sát ở Illinois yeah, là yeah, thưa quý vị thêm một vụ nổ súng chết cảnh sát ở Illinois là bây giờ um, cảnh sát họ đang truy lùng ba nghi can mà họ tin là đã tham gia vào cái vụ mà bắn chết một người cảnh sát đã về hưu 30 mươi tuổi uh, và ngày ngày hôm thứ tư vừa rồi đã là ừ. ngày Ngày thứ hai họ đang truy lùng yeah. mà chưa có ra. Cho đến ngày sáng hôm nay là bước sang ngày thứ ba của cuộc truy lùng này. Trên 100 cảnh sát của vùng phía Bắc Chicago đã được tập trung. Vậy mà họ không tìm ra. Không biết có ai che giấu ba tên giết người, giết cảnh sát yeah. này hay không. Và tội thì tự hình đó thưa quý vị. Có à. chụp hình được hay là... Có những cái hình ảnh gì không phải là những cái sketch. Ấy. Cảnh sát hiện nay đang cố gắng thu thập những cái máy quay an ninh nhưng mà lo ngại rằng trong khu vực này không có hệ thống quay an ninh. Nếu có thì sợ cũng không có hoạt động vào Được lúc à. đó bởi vì nó xảy ra một ở cái một cái khu hẻo lánh. Ừ. Người cảnh sát này sau khi rượt đuổi bằng chân, Được rượt à. theo ba tên này chạy bằng chân và đã bị một tên cầm súng quay lại bắn nhiều phát chết trên vệ đường của xa lộ 12 và ba người này trong đó có hai người là da trắng và một người là da màu da đen họ còn biết được cả ba người dạ, này ba người hai người da trắng và một người da đen thì cái người cảnh sát này bị bắn bị thương thôi chưa có chết nhưng mà sau đó dạ, nhưng mà sau đó thì mới chết vào trong... dạ. vâng hôm nay người uh, vợ của người cảnh sát này quý vị cũng biết được đau khổ của người phụ nữ này như thế nào hồi nãy chúng ta nói đến cái sự so sánh mà bây giờ uh, đây là lúc để chúng tôi gửi đến quý vị cái sự so sánh giữa cũng hai ngày kỷ niệm một ngày đó một bảy mươi năm là coi như là thoát ách phát xít Nhật và bên phía Việt Nam đó thì kỷ niệm bảy mươi năm độc lập mà họ gọi là ngày quốc khánh mời quý vị theo dõi hình ảnh của lễ kỷ niệm của Trung Quốc quý vị nhìn thấy không trực wow. thăng nghĩa là Trung Quốc lợi dụng cơ hội này nhìn thấy số 70 đó ghê à. gớm chưa? Trực thăng bay thành đội hình chiến đấu cơ phản lực cơ bay trên bầu trời Sẽ dữ ra dội, khói nhiều màu luôn. Bên dưới đó là ngoài lực lượng cảnh sát và kế đó là lực quân đội xe với tăng xe thiết tăng thiết giáp dữ dội lắm. Đây wow. hàng binh sĩ với là nghĩa là trang bị đầy đủ và thưa quý vị bên cạnh đó Xe tăng kiết giáp lực lượng pháo binh nghĩa là họ nói đó những người mà uh, những cái quốc gia trong vùng họ nói đây là dịp mà Trung Quốc khoe khoang biểu dương lực lượng yeah. để nói rằng không mà ông... mình phải nói là họ đi rất là đều và không cái sự không, tập luyện rất là kỹ càng bắt buộc bởi vì à. đi chặt đường thì bị đuổi nên <laughs> cái chuyện đó lập thân không cần phải nói ra <laughs> Đi đông sai vậy, một cái. Đông như vậy mà đi đều thật khó, nhất là những cái đầu óc họ phải có nghĩ cùng chung một hướng. Có lần, Chứ á, nghĩ có lần một, một người đang đứng ở trong hàng ngủ á tự nhiên té đùng cái bị say đắng á, té xuống à. xịu <laughs> Rồi Việt Nam anh. Rồi tiêu luôn. Đó là hình ảnh của Trung Quốc, đây là hình ảnh của Việt Nam. Không có một chiếc trực thăng, không có một chiếc máy bay. thế là đi bộ không thôi. Không có một chiếc xe tăng, không có một chiếc xe thiết giáp, không có một cái gì hết. Không có cây súng luôn mà biết Việt Nam khoe cái gì không? Khoe cái gì anh? Thiếu nữ xinh đẹp đi đầu. À, đi mà đi mặc quần đùi dơ cho. Quý vị có thể tưởng tượng không? Khoe à. cái gì? Mà khoe đó là hàng thiếu nữ xinh đẹp, đùi trắng đi đầu. Cái đó là kỹ nghệ Việt Nam hiện nay. Đây 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 đây. <laughs> kỹ nghệ Việt Nam Việt này Là chân cái dài. Kỹ nghệ Việt Nam là chân dài tới dài. <laughs> Và điều này là một sự nhục nhã cho cả một đất nước đến độ mà ông chủ tịch Trương Tấn Sang đó trong bài diễn văn đó, ông phải tuyên bố chúng ta phải gia tăng hàng ngũ quân sự của Việt Nam chúng ta để có thể đương đầu với sự xâm chiếm lãnh thổ biển như lúc đàn bà cũng lợi hại lắm anh mỹ nhân kế thì đó cái dịch vụ mãi dâm rồi ma túy côn đồ mà côn đồ côn đồ nhà nước mới là sợ Yeah. côn đồ của công an, côn đồ của những cái tay chính trị gia mới sợ yeah. chứ còn côn đồ bình thường họ chỉ giật túi sách cái chuyện đó là hàng yeah. ngày đó xã hội nào cũng có cả nhưng mà côn đồ của nhà nước cái đó là cái vấn nạn của đất nước Việt Nam ngày nay và qua hình ảnh quý vị thấy cái sự mà khác biệt <laughs> tệ hại của Việt Nam Cộng sản như thế nào và đó là phần tin tức ngày hôm nay thứ năm của Liễu Đức Sài Gòn TV với Lạp Sơn Hoàng Trọng Thủy kính chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục giữ băng tần 57.7 và hệ thống Galaxy 19 theo dõi các chương trình thường lệ từ bây giờ đến chiều hôm nay 5 giờ trở lại với phần tin tức của Lít Đài à, Lạp Sơn Hoàng Trọng Thủy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và xin trân trọng kính chào